Chấm điểm Anh với Iran, sao trẻ tam sư bùng nổ ngày ra quân. Đội tuyển Anh đã có màn ra quân World Cup 2022 suôn sẻ với chiến thắng 6-2 trước đại diện châu Á Iran. Chỉ trong 45 phút hiệp 1, lần lượt Bellingham phút 35, Saka 43 và Sterling 45+1 đã lập công giúp tam sư dẫn trước với tỷ số 3-0. Bước sang hiệp 2 với lợi thế quá lớn, thay cho huấn luyện viên Gareth Southgate chơi chậm rãi so với hiệp 1. Tuy vậy, tuyển Anh vẫn có thêm được 3 bàn thắng với các bàn thắng của Saka phút 62, Rashford 71 và Grealish phút 90. Xen giữa là cú đúp của Taremi bên phía Iran ở các phút 65 và pha đá 11m thành công ở phút bù giờ cuối cùng. Chân chạy cánh 21 tuổi Bukayo Saka là cầu thủ được SofaScore chấm cao nhất với 85 điểm. Con số này hoàn toàn xứng đáng với màn trình diễn của cầu thủ thuộc biên chế Arsenal trong 71 phút có mặt trên sân. Người được chấm điểm cao thứ hai là tiền vệ Jude Bellingham. Ở trận đấu này, tiền vệ 19 tuổi là người ghi bàn khai thông thế bế tắc, đồng thời mở ra chiến thắng đậm đà của đội tuyển Anh. Không những vậy, Bellingham còn đóng góp rất nhiều trong khâu triển khai bóng của tam sư. Anh thực hiện thành công 92 trên 95 đường chuyền, đạt tỷ lệ 97%. Cùng với đó là 2 trên 2 lần đi bóng và 7 trên 10 tình huống tranh chấp thành công. Hai cầu thủ nhận được số điểm thấp nhất bên phía đội tuyển Anh lần lượt là John Stones 6,5 và Jordan Pickford 6,2. Không mấy bất ngờ khi tiền đạo ghi cả hai bàn thắng cho đội tuyển Iran, Mehdit Taremi là người được chấm điểm cao nhất với 8.0 điểm. Những cầu thủ còn lại chỉ nhận được số điểm từ 6,4 trở xuống.